Ok, em cảm ơn anh Đức Tin nha. Ngày trước A cũng chơi từ khi mới ra ở SV Tung Sơn chơi DC đến lúc đổ SKMP đập lên Thiên Tứ là nghỉ. Hơn chục năm rồi giờ thấy em N vẫn chơi thấy nhiều hoài niệm quá. Trước A cũng cầm một ớt đi, em cũng có cây băng hàn 59 đến 3 giữ sẵn lắm. Ok anh Đức Tin ơi, nói chung mà cây băng hàn mà em 93 là quá đẹp luôn này. Anh đạt cái móc 201 anh ngồi này quá chắc rồi. Cảm ơn Nguyễn Sĩ Đăng vừa donate khá nha, lấy tinh thần. Ok Nguyễn Sĩ Đăng ơi. Và không để anh em chờ đợi lâu thì bây giờ chúng ta cùng anh Kevin cùng thí sinh xong anh em à. Anh càng nhanh càng tốt, chúng ta sẽ bắt đầu đi đập cái nỏ nha anh em. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa anh em ơi. Và bây giờ thì Khải anh Kevin gái là chúng ta tiếp tục nha anh em ơi. Anh em đang chơi, đang xem thì đừng quên cho video anh Kevin thí sinh này một like chia sẻ cho anh em ơi. Hiện tại khả năng sẽ anh Kevin thí sinh mùng 2 tháng 9 Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 nha anh em ơi. Ok. Rồi vô. Khui nhanh thí sinh luôn, khui nhanh luôn. Ui gần 100 cá chưa công thí sinh rồi luôn. Lần này thì anh thí sinh nhanh luôn, anh em tiếp tục đi đập nỏ nha anh em. Hóng quá. Nếu có nó đẹp Khải chuyển phái không? Nếu mà có nó đẹp em có thở. Đó, tại vì là em suy nghĩ như vậy, tại vì mình cầm sói cái nỏ thì em nghĩ đánh đường môn mà đi cầm sói cũng hơi khó nè. Đó. Hello anh em, hello mọi người nha. Một bí kíp. Đâu rồi anh được chưa có duyên thì tên luôn em ơi. Không biết lúc này sẽ ra sao. Chưa duyên thì tên luôn. Có lần. Một duyên thì tên đầu tiên. Nói chung thì đỡ anh em hồi hộp thì anh em hãy ngừng cái hồi hộp lại một tí. Chúng ta cùng anh Kevin này xem một cái. Xong 1.000 Kevin này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi mở cái nỏ hồn kim môn phái nha anh em. Ok anh em chưa? Ok anh em. Lên nỏ VIP luôn. Ok anh em ơi. Nói chung là phải đi đọc cái nỏ. Ôi, 4 gì thì tin rồi. Ngon lành cành đào anh em à. Thì tin nào. Hiện tại là khả năng cái này chủ yếu khi tìm thì tin anh em. Tìm thì tin nó đập đồ anh em. Nhâm duyên thì tin. Nhâm duyên tin rồi. Tin nào. Đã hơn 200 cái, 300 cái rồi, được 5 viên thì tin rồi. Tiếp tục. Anh em thích đập nỏ quá thì ok, Khải sẽ đi đập với anh em luôn. Lời ăn lỗ chịu anh em ơi, một ăn hai thua. Như Khải có nói thì cái nỏ đó có thể bán hiện tại bây giờ khoảng tầm 5 đến 7 triệu. Nhưng mà mình đập ra. Nếu mà min thì mình bán khoảng cao lắm là 4 triệu thôi. Còn nếu mà mát thì mình có thể bán từ 8 đến 10 triệu anh em. Đó. Dạ thôi. 6 viên thì tin rồi anh em ơi. 6 viên thì tin rồi. Trời, nếu mà đang 43 thì cái đó gọi là pin của pin luôn. Lúc đó giá phải quá đẹp rồi nè, ít nhất phải mười mấy củ nè mà. Nỏ mắt đọc nhé, đọc đi. Ok người anh em ơi, cảm ơn rất nhiều người anh em đồng viên ủng hộ nha anh em ơi. Cảm ơn rất nhiều anh em. Khải có nỏ VIP. Chúc Khải có nỏ VIP. Cảm ơn người anh em vừa donate em nha. Cảm ơn anh em nào không đỡ lại cái lời nhắn của ai em không biết nha anh em ơi. Cảm ơn người anh em. Trời anh em donate như thế này mà em không đọc thì em có lỗi với bản thân cũng như có lỗi với anh em quá. Ok. Em sẽ đi đọc cái nó ngay bây giờ. Em đi đọc nó ngay bây giờ anh em ơi. Đợi em tí em cất ba cái này vô rương á. Em chuyển ba cái này qua xe á. Đó. Không đọc là có lỗi với anh em quá. Anh em donate nhiệt tình như này mà mình không đọc thì có lỗi với anh em quá. Đợi em chuyển mấy cái này qua cho nó khỏi đồng rương, cho nó chống rương cái này tiếp tục là anh Vinh anh em ơi. Xong đâu là em ăn cái này xong á. Rồi anh em đi đọc. Ok chưa? Hứa với anh em luôn. Anh cái này xong đi đọc. Ok anh em đã, hiện tại đang có sao và ri trên fanpage Di Khải Gaming đó. Anh em nào mà ở trên fanpage thì có thể cho em một cái view, một cái like đó để nó hiện sao và ri, anh em donate giúp em nha. Còn 500 cái vần anh em ơi. Ủng hộ cho Khải Mạnh Tây đi anh em ơi. Ok cảm ơn Đăng Nguyễn nha. Móc nỏ 36. Móc nỏ là 363 nha Cường Đăng Thiểu ơi. Móc nỏ là 363. Đúng rồi, đen 2 món này, một cái đao xương tinh, một cái ngọc bội liên nhạc. Đen mắt mình quên mình ọp hoàn toàn. Đúng 9 giờ sẽ bắt đầu khui nha anh em. Đúng 21 giờ đêm nay sẽ bắt đầu khui cái nỏ nha anh em ơi. Còn 15 phút nữa thôi. Anh em có thể xem event này và gom đồ này nọ đâu đó thì Khải sẽ đi khui nỏ. Chúc Khải 43 nha. Ok anh Zoom Lady ơi. Ừ, mới có 7 viên thì tin anh em ơi. Up cấp rồi, 150. Thí viên này cũng là thí viên xe thôi nè. Anh em vào vị trí boss kìa anh em ơi. Anh em vào vị trí boss kìa anh em ơi. Anh em đi đánh đi anh em ơi. Cố gắng ghé được gì ghé. À hiện tại anh em nào online á, ở lại tới nhận lương anh em ơi. À top tèo nè. À top tèo không biết hoạt động, top tèo có hoạt động nhiều không. Top tèo được có to, top tèo được 400 xu nè. Top tèo được 400 xu nè. Hello anh Lý Tâm Quang nha. Hello Trần Thanh Bình vừa donate em 35 sao nha anh ơi. Trời mới có 7 viên thiệt tin anh em ơi. Lần này lỗ sắp mặt rồi. Anh nhanh quá, lỗ sắp mặt rồi anh em ơi. 8 viên à. Anh em thấy chưa, hậu quả của người anh. Hậu quả của việc anh nhanh. Nó không ra thiệt tin anh em. Đó, nên là Khải tại vì sao Khải lúc nào Khải anh rất là chậm từ từ.
anh nhân nó cái 8 viên thủy tinh thôi, 9 viên cố lên nào, gỡ gạc thủy tinh, mà 9 viên thủy tinh này mời, cố lên, 10 viên cố lên, gỡ gạc thủy tinh nào. Vừa ban rồi, nếu mà ra 43 ban thêm 20k, 200k nữa, ok em ơi. Ok mọi người. Nhanh thật, nghỉ game vào lâm trực kỳ 1 đã 18 năm. Ok anh Lim Hoàng ơi, Hoàng Lim ơi. 10 viên thủy tinh em ơi, cố lên. Làm thêm 5 viên nữa nó hợp lý em ơi. Có vẻ như full rương rồi. 5 viên nó hợp lý nè. Rồi full rương rồi. Diệm cắt bớt cái đồ đó. Đó. Anh Yvonne thì chủ yếu nó mất thời gian là chỗ là mình đi cắt đồ nè. Nó rất là mất thời gian. Rất chi là mất thời gian luôn. Rồi mình sẽ đi gom mấy cái thứ chưa quan trọng cần thiết lắm, quất qua con này. Đó, ok, nói chung thì chắc chắn bọn em Khải sẽ đi mở cái nỏ rồi này mà. Nên cứ bình tĩnh, Khải sẽ mở cái nỏ trong vòng 10 phút nữa thôi. Thứ yên lên 150 rồi. Đúng không? Có cái này shop đi. Chọn rừng. Rồi. Ok. 43 cấp donate 2 củ. Ok Miên Hoàng ơi, trời ơi anh Miên Hoàng lâu lâu chơi cách khô máu ghê vậy anh Miên Hoàng. Miên Hoàng rồi anh Miên Hoàng ơi Miên Hoàng. Đù anh chơi kiểu đó là toàn đấy. 43 cấp anh donate cho 2 củ anh em à. Lúc nãy cũng có những người anh em bảo 43 cấp donate này nọ các kiểu không biết được hay không anh em à. Sao hôm qua không like vậy, tôi cứ chờ hồi. Hello Ngọc Suki nha. Hôm qua Khải về nhà với lại cuối tuần thứ bảy không có like được anh em ơi. Rồi, Khải cứ tiếp tục những cái cuối cùng. Tại 10 thì tin rồi anh em ơi. Từ YouTube qua Facebook like sao không thấy tinh thần lên nó. Từ YouTube qua Facebook like sao Khải lấy tinh thần lên nó. Ok Trần Thanh Bình ơi, ok cảm ơn anh ơi. Anh Nguyễn Bánh mà, ok Văn Lộc ơi. Ok, anh em donate quá nhiệt tình là Khải phải khui cái nỏ thôi nè. Cố lên anh em ơi. Không có ai sấy nữa rồi. Đúng rồi, tầm này hiếm đồ sấy rồi anh em ơi. Không có đồ, không có rác, không kịp một phát đồ sấy. 11 viên thì tin rồi. Nhưng cuối cùng thêm 2 viên nữa. Đấy, thêm 2 viên nữa mày. 2 viên, 3 viên nữa, 3 viên nữa. Đây, đây à. 3 viên thiệt anh em ạ. Đâu, ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào, trời ơi, mình nói cho 3 viên cuối cuối cho 3 lần 4 viên luôn em. Ngon lành cành đào luôn. Rồi, còn những cái cuối cùng. Rồi, 15 thì tin rồi anh em ơi. Rồi, cắt cái này rồi đã. Dọn dọn chống chống cái rừng ai tin tiếp. Đóng rừng lên tiếp. 43 cấp donate thêm 500k nữa Khải ơi. Ok Tân Nguyễn ơi. Ok anh em ơi, nhanh trí bảo Adder cho 43 kia đi. Cho Adder một củ nhanh. Hello Đạt Hình nha. Không có đâu anh em ơi, server này thì người like cũng như là người bình thường anh em ơi, không có vấn đề này nọ đâu anh em ơi. Anh ơi, anh em cũng đã thấy rồi, Khải chơi server này đa số là Khải đen là từ đầu đến cuối luôn em. Đừng nói mà đỡ Khải mà được cái này nọ không có anh em ơi, hên xui à. Nói chung cũng một người hên xui là vẫn chờ vào sự hên xui thôi chứ không có thể nào mà được gì hơn cả. Ok, Khải gom mấy cái này qua một bên cái này nha. Đó, một cái cuối cùng. Ngon lành cành đào anh em. Một cái cuối cùng Khải bớt mấy này rồi nè. Đấy, xe ăn hồ xong đồ. Đấy. Bí kíp này nó dọn rừng nó kìa. Nó gồng gọng xíu ạ, rồng rộng xíu ạ. Đấy. Trời, tối nay mày ra 43 nữa thôi chứ. Sao ngủ được anh em. Tối nay mày ra kiểu đó thì sao mà ngủ được. Đúng không anh em. Mong sao cũng như anh em mong ước, cũng như là Khải cũng đang mong ước điều đó nè mà. Biết được hay không. Rồi, cắt cái lương này đấy. Anh 200k nữa nha. Ok anh Sang Đức ơi. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ xong cái này. Anh em gần xong anh em thấy chưa. Anh em mình được gạt đó nè. Vấn đề giờ còn lại mình chốt thử mình lời hay lỗ thôi. Còn khui. Ôi chà, Phun rương. Sát thủ giảm nè. Tinh thần báo thận nè. Bảy bót. Cộng bớt qua này cũng tiếp. Trong tối nay thì chương trình chả có chương trình gì. Vậy là chương trình đi khui đồ thôi. Rồi, đó đấy, tính sau. Hôm nay tống kim anh em, đúng 9 giờ tống kim thôi. Bạn quá tối nay ba mình ít quá lên, nó quýnh sắp mặt lên, không lên nổi. Khải mất quá rồi, không có lên luôn. Đấy, có một bát một đơn khui nè. Ôi, sợ ơi, tưởng nhất chuyện ăn ban anh em. Má cái chuyện vô tình trời. Không sao, đen quá. Không sao, không bán đi. Rồi, được rồi, tiếp tục nè. Khui. Thiên quân đao, rác. Khui. Đó, có tiền. Có tiền anh em, ạc này có tiền. À, chà. Ạc này có tiền anh em.
Rồi ok, chốt thử lời lỗi cho anh em xem đạn này có tiền em à. Cuốn đã thành 120, cái bèo bèo cũng được 3 kim anh em à, 2 đến 3 kim nữa nè. Biết đâu. Một lần nha. Một lần cần đào nha. Trời ơi, được cái cuốn đã thành 120, ngon quá. Chúng thứ mình đang cần anh em à. Quá đẹp luôn. Được cuốn đã thành 120 thấy ok rồi đấy. Ngon lành cành đào anh em à. 2 kim 3 kim về. 2 kim 3 kim về rồi nha. À, ok, thay dọn rương cái này tiếp, dọn rương cái này đi anh em ơi. Nó đang dọn rương cho nó sạch sẽ đấy. À, rương nhìn chán đời quá. Rương nhìn chặt quá anh em ơi. Lất lũng từ lương bí. Ui cha, hay lắm hay lắm. Từ chọn luôn đấy, gần xong rồi. Đâu rồi. Anh em đang xem thì cho một like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Chuẩn bị Khải ép cái nỏ ngay anh em ơi. Chuẩn bị Khải ép cái nỏ theo ý của anh em này. Anh em thích thì mình chiều. Lời ăn lỗ chịu nào, chắc chắn của anh em là lời ăn lỗ chịu rồi. Được anh em động viên cũng như ủng hộ thì tự tin lên hẳn anh em à. Cố lên, từ cái dọn cái rương gần xong rồi. Đâu rồi. Rương này từ lừa quá. Đây, bỏ bớt rồi nha. Đây. Đây cho nó gọn gàng sạch sẽ cái đập anh em. Cho nó gọn đây cho anh em xem. Từ từ. Đang mình thử yên à. Ok, từ từ Khải dọn thử yên à. Tính thì lời hay lỗi cho anh em xem nha. Nói chung là tầm này là ok rồi đấy. À, đầu tiên. Đầu tiên này anh em ơi. Đầu tiên thì được 2 lần bài boss này, cộng thử lời hay lỗi nha anh em. Nói chung ạc này chắc ok rồi đó. 2 lần bài boss này anh em. Lấy thử yên ép luôn à. Hello anh em mới vô nha, hello mọi người. Xem này một kim giá 70k nha Lê Hồng Thanh ơi. Đánh bút tiểu à, bút tiểu không bút lần đại bút đặc biệt thì khả đỡ bữa nào khả đánh anh em ơi. Chắc ngày mai khả đánh này. Ok anh em ơi. Tiếp tục. Đây. Hai lần bài boss này, tính cho anh em xem này, hai bài boss này. Ấy, còn mình đang còn 50k này nữa để tới. Khui. Khui. Khui, thì tên nào? Thì tên nào? Tên Hồng. Túi. Thì tên chủ yếu tiệm này thì tên này. Ôi, một viên hồng kỹ năng. Ok man. Ok man, có sâu. Có sâu, tiếp tục. Khui. 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 Một viên thì tên. Ok. Thì tên nào? Máy này vứt này. Vứt này. Không vứt được. Chọc. Wow, hai viên thì tên ngon lành. Ngon lành từ từ nè em ơi. Tên hết cái này cho anh em thêm lời lỗ này. Ngon á. Rồi, bán shop cái này chọc được quá. Đỡ ba thứ này hắn shop này. Shop này. Shop này. Rồi, khui tiếp. Trời, chọc rương quá. Chống đồ này nọ, mấy cái này vút rồi. Hello anh em mới vô nha. Cảm ơn anh em đang xem video và đừng quên cho Khải một like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Đưa 7 cái kia cho Thứ Lâm cánh đủ luôn á. Hiện tại thiếu anh em ơi. Cái này thì đưa 7 cho cá nhân Thiếu Lâm cánh thì con này lại thiếu cũng như vậy à. Tiếp máu ok Nguyễn Trường ơi. Cảm ơn Nguyễn Trường vừa tiếp máu 20k nha. 7 viên nữa. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Bàn nhược. Nói chung con nào cũng cần anh em ơi. Nói chung là cứ ăn đi. Bữa nào mua thêm ai bán ngồi thì mua thêm nè. Con nào cũng cần cả. Con nào mắt trước mắt sau cũng như nhau mà. Rồi. Còn 19 cái. Đó, cục 300 nè. Có nhạc chính nè. Thân đình phù, số phù. Trời ơi, không thiếu tinh. Được 2 viên thiếu tinh rồi. Con này có vẻ ngon hơn con Thiếu Lâm lúc nãy nè mày. Con này ngon hơn. Có thì người bơm màu mặt kìa. Đâu ai bơm màu mặt ta? Không có nè mày. Ây, xa xa xa. Trời ơi, đồ đạc vứt tùm lum quá. Chặt rương luôn nè mày. Khải có 11 cái mà khải chặt rương luôn. Ông này đổ thiên cơ lệnh. Ok, vứt qua chồng Thiếu Lâm cho nó chặt, khỏi chặt chồng á. Bán ạc thiên không Khải. Coi, không không anh em ơi. Ạc thiên này khả năng ạc thiên sang bot anh em ơi. Sang bot. Ạc này bán gì đâu, được chơi sang bot cho vui cho bán gì nữa. Ạc này là ạc anh Evan này lên chắc cũng được hạng 150 mấy á. Cuốn này không quan tâm nè, bỏ nè. Rồi, mấy này không quan tâm bỏ qua một bên nè. Mấy này bán không được thì bỏ sẽ qua một bên nha nè. Khỏi chặt chỗ. Đỡ Khải anh Evan bên này cho nó xong á. Rồi tới này dọn rương sau. Đó. Rương này nhiều quá.
đào tùm lum tùm lưa đây. Đào phát sáng, tinh hồng. Rồi còn lệnh. Rồi đó, tầm này anh còn 11 cái chứ hợp lý, đủ chỗ á. Này thôi lúc này đừng cho chỗ quá. Cho xem một cái bóng, cái bóng 351 anh em ơi. Cái bóng 351. Đồ hồng kim nên đồ xanh cũng chả còn giá trị. Đúng rồi, hồng đạo ấy, nói chung mỗi server nó khác nhau mà. Server đồ hồng kim thì đồ hồng kim nó có giá trị, còn server đồ xanh thì đồ xanh nó giá trị hơn đó. Nó phải vậy thôi. Rồi khui nha anh em ơi. 11 cái cuối thì tính đâu. Ôi toàn thanh phù không. Rồi hết luôn rồi. Nhận cái nồi bao xốp mấy cái này. Cái tên nó lên tất cả. Khải rau rồi anh em. Nói chung là trả chưa được giá là khải trả khui cũng được thôi. Rồi khui qua nè. Đã từ từ rồi á. Nãy được mấy cái 4. Nói chung là cái này là lời không lỗ nên mà xác định là cái này lời chắc luôn nè. Lấy được mấy cái túi này nữa nè. Ok khả tính thì anh em lời hãy lỗ cho vui nha. Chung là lời đầu tiên là lời kinh nghiệm nhiều quá anh em, không lỗ đâu nè. Lời kinh nghiệm khá nhiều á. Rồi hôm nay thì vừa rồi khải anh tiếp tục thí nghiệm nha. Cho anh em xem thì đây. Đầu tiên thì khải thu được 2 lần bài boss này, 1 kim 5 này. Khải cộng cho anh em xem. Chung là lời kinh nghiệm đầu tiên rồi, 15 tỷ rồi. Rồi 2 lần bài boss 1 kim 5 này. Bỏ 7 kim thu lại được gì này? 1 kim 5 này. Rồi phi phong đem chung su này. Cộng đem chung su này. Rồi cộng này 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 viên thủy tinh là 3 kim 4. Cho trung bình 200 su một viên là 3 kim 4. Là khải thu được tất cả 5 kim 4 rồi. Rồi cái này 5 chung su này. Cộng không 5 chung su này. Rồi cái cục này này khá còn tầm 4 cục gì đó. 1 cục 100 su đi. 4 cục sao khải nhớ là vứt qua bên kia 4 cục, 3 cục, 4 cục đó. 6 kim 3 rồi. Rồi cục này 100 su này. Cục này 150 xu là cần thêm 250 nữa nè. Đó. Ui, chung là xấu 3 máy rồi nè mà. Được rồi, cầm lại nè. 1 kiếm 5 từ 2 lần bài boss nè. Cộng cho 3 kiếm 4 thị tinh này. Rồi cộng cho phi phong 500 xu nè. Cộng cho càng khôn 500 xu nè. Đó, cộng cho 4 cục kia, 4 cục chống phái. Nó bằng ối xong lại. Lộn rồi. 1 kiếm 5 cộng 3 kiếm 4 cộng cho 500 xu phi phong này, đúng rồi, cộng cho 500 xu gần khôn này, 5k9 cộng cho 400 cục chống phái này. Rồi 6.300 cộng cho 200 cái này với 300 cái này là cái này là 100 xu thôi, còn cái này 300 là 150 cộng 250 nữa. Đó, thu được 6.500 rồi nha. 6.500 rồi nha. Cuốn đại thành này anh em à. Đó, hàng độc đây, hot nhất trong đêm nay, được 2 kim rưỡi đến 3 kim, nói chung là 3 kim nữa. Đó, được 9.500. Cuốn này thì 50 xu, 100 xu đó. 9.500. 9.500 cộng với cái này 9 rương này khoảng tầm 700 xu đi. Thôi cho 100 xu cho tròn đi. Là 900 xu nữa. Là con này thu lại được hơn 10 kim anh em à. Hơn 10 kim 500 xu. Giống là con này anh không có lỗ nha em. Thu lại được hơn 10 kim 500 xu. Đó. Rồi ok, quá đẹp luôn. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi cho anh em ơi. Nói chung thì được rồi. Hiện tại phi phong Khải mới mua hôm qua em kia thì vẫn còn xài nhiều nè. Rồi ok, chung là lời con này thì thu được 10 kim 0.450 xu. 10 kim 450 xu em à. Ok vậy. Anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Còn mấy lần bài boss này Khải đỡ tí nữa Khải sẽ dọn rương một cái đâu đó. Khải sẽ cho con ngày mai hoặc là ngày kia Khải sẽ đánh cho anh em. Khải sẽ đánh lên bài boss cho anh em. Rồi Khải giao dịch mấy cái quan trọng qua đợi mấy công luôn. Thiên làm rất đồ hết. Ok. Trời ơi, giờ ạc chính Khải full đồ này mà không biết dọn đồ bỏ đâu luôn nè. Không dọn đồ bỏ đâu luôn nè. Rồi ok. Nói chung là lời nha anh em, ạc này lời nha anh em ơi. Chưa nói đến là thân hình phù nè, 1 tháng nó 7 ngày cắt kiểu nè. Đâu, 2 cái 1 tháng luôn nè. 2 cái 1 tháng tương đương bán hình số là khoảng 200 xu nè. Đấy, thấy chưa. 2 cái 1 tháng này, thấy chưa. Dưới lại 3 quốc đi. Này thân hình phù nè. Rồi ok anh em xem video anh Yên Thứ Yên vừa rồi thì đừng quên đỡ lại cho Thứ Yên cũng như lại vừa rồi Khải một like chia sẻ chơi anh em ơi. Và bây giờ đến chương trình hot nhất ngày hôm nay chúng ta